Chúng tôi chào một lần nữa, xin thân ái kính chào quý khán thính giả thân thương của Little Sài Gòn TV trong chương trình Kinh tế Kỳ Khoa và Gia đình và Xã hội. Hôm nay là tuần lễ thứ 3 của tháng và là ngày của hai vị bác sĩ Kevin Khải Tiêu và bác sĩ Vượng. Nhưng mà bây giờ thì bóng chàng ngự lâm tháo pháo thủ Vượng chưa thấy tới. Chắc được. Thưa quý vị, thật ra thì giờ này thì thường hay bị kẹt xe cho nên... và chưa kể là đôi khi các bác sĩ bận ở trong bệnh viện cho nên những cái thời gian mà Julie ngồi phập phồng lo sợ là để chờ hai vị bác sĩ tới. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ nhì là Julie không biết là cái đề tài sẽ nói về cái đề tài gì. Đó là cái phập phồng thứ hai của Julie cho mỗi lần mà các bác sĩ lên trong chương trình. Tuy nhiên ngày hôm nay thì mình nói chuyện về đề tài gì với bác sĩ Khải? Chắc tháng này là tháng breast cancer awareness. Breast cancer đi. Mình nói về ung thư ngực. Ung thư ngực, cách để tìm hiểu thêm hay là screening về ung thư ngực. Dạ thưa quý vị, đa số có lẽ quý vị cũng đã theo dõi những cái chương trình mà Julie đã cùng với bác sĩ chuyên về ung thư là bác sĩ Bích Liên. Nói rất nhiều về những cái cách để mà chúng ta truy tầm ung thư về ruột, những cái loại truy tầm ung thư khác nhau. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì chúng tôi cùng là tháng 10, cho nên chúng tôi sẽ chú trọng nhiều về cái vấn đề ung thư ngực. Thì khi mà mình một người phụ nữ bị ung thư ngực, thì giữa cái thời gian mà bị ung thư ngực hay là từ cái lúc mà khám phá ra được ung thư ngực mà lúc đó đang mang thai thì nó có ảnh hưởng tới bào thai như thế nào thưa bác sĩ? Bên Hoa Kỳ hiện tại bây giờ đó, nếu mà mình đang mang thai đó mà lỡ bị ung thư ngực đó thì có thuốc để chữa mà mình có thể tiếp tục mang cái thai đó cho tới ngày sinh cũng không sao. Nếu mà cái độ của ung thư ngực đó nó hơi nặng đó thì có thể mình ráng mang thai đó đến một mức, cái mức đó là có khi đến mức mà mình thấy là cái thai có thể sống ngoài cái bụng của mình đó, nghĩa là mình ráng cho sanh sớm tí xíu đó thì có thể cho sanh sớm để mình chữa người mẹ. Mà cái ý nói là nếu bị ung thư ngực trong thời gian mà có bầu, không phải là mình phải phá thai đó để chữa bệnh cái ung thư ngực của người mẹ, mình cũng còn tiếp tục mang thai, mình cho thuốc, mình theo dõi trong thời gian đó cũng không sao, cũng rất là an toàn. Như vậy thì khi mà thuốc hoặc là chemo như vậy đương nhiên là chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đến cái thai nhi. Ảnh hưởng thì thuốc, thì cái thuốc mình xài thì cũng hơi mạnh tí xíu. Thường đó mình chia ra nó kêu bằng cái trimester, nghĩa là mình mang thai được tới mức nào rồi. Ba chu kỳ đó. Cái ba chu kỳ, so first trimester là cái thời gian mà cái thai nó đang phát triển nhiều nhất, mấy cái bộ phận đặc biệt. Thì trong từng thứ 8 tới từng thứ 10 nó kêu bằng organogenesis. Nếu mà trong thời gian đó mình cho thuốc đó mà ảnh hưởng thai, nó kêu bằng cái phenomenon, nghĩa là cái tình trạng nó kêu bằng all or nothing. So cái thuốc đó mình xài mà ảnh hưởng nó, cái thai nó không phát triển đó, thì phần đông nó sẽ hư thai trong 3 tháng đó. Ngoài đó nữa là nếu một người mẹ mà bị khám phá ra bị ung thư ngực mà hơi nặng đó, mà cái thai cũng còn sớm đó, thì cái đó thì mình cho cái người bệnh nhân đó chọn, có khi là muốn chữa cho đàng hoàng thì có thể người đó không có tiếp tục muốn mang thai đó. Nếu mà bước được qua 3 tháng rồi đó, mấy cái bộ phận nó phát triển xong hết rồi đó, mấy cái thuốc mình xài sometimes cái chemo thuốc đó, cũng như chemo chemo radiation, chemotherapy, mấy cái thuốc mình chữa trong ung thư ngực đó, trong thời gian mình chờ cái thai nó đang phát triển đó, thì cái thuốc đó mình xài thì cái ảnh hưởng cái thai đó thì nó cũng ai cũng sợ hết, mà phần đông nó cũng hiếm. Như vậy thì cái ảnh hưởng nó cái mình gọi là cái side effect đi, là cái phản ứng phụ của những cái loại thuốc mà để mà chữa trị ung thư đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới thai nhi như thế nào? Nó có làm cho các đứa bé nó bị Down syndrome hay là làm cho đứa bé bị bất cứ một cái những cái nội tạng của em bé nó có bị ảnh hưởng gì hay không? Thường đó, nếu mà nói về ảnh hưởng đó, cái thuốc ảnh hưởng nó kêu bằng ảnh hưởng em bé, nó chia ra là nếu mà nói về nhiễm sắc thể hay là mấy cái bộ phận nó tạo ra đi. Cái Down syndrome là liên quan cái nhiễm sắc thể. Sau cái đó, Down syndrome là liên quan về cái tuổi của người mẹ. Sau càng lớn tuổi thì cái nguy cơ bị Down syndrome nó càng cao. Sau cái thuốc nó không ảnh hưởng về vấn đề đó. Mà mấy cái thuốc đó nó có thể nó ảnh hưởng về cái cách mà cái thai đó nó phát triển. Sau xin phép đi, nếu cái thuốc là ngoài cái thai không, xin phép nói là liên quan về cái người mang thai nữa. So let's say cái thuốc chữa bệnh thì có khi nó làm cho, thứ nhất đó là có thể nó làm cho, một là hư thai, hai là có thể là sanh sớm,
Ba đó có thể là em bé nó phát triển mà nó nhỏ con hơn bình thường. Mà ngoài đó mấy cái bộ phận khác đó thì mình phải theo dõi bằng cái siêu âm, coi có nó ảnh hưởng theo kiểu nào. Nhiều người sợ đó là cái tay chân đầy đủ mấy ngón tay ngón chân hay là không. Qua 3 tháng thì nó phát triển nó đầy đủ hết rồi. Mấy cái phần mà về cái mấy cái structure, nghĩa là đó là nó sanh nó xong hết rồi. Sau mấy cái thuốc đó có thể nó làm maybe cái bắp thịt nó yếu hơn bình thường sau khi mình sanh ra, mà không phải là tự nhiên mình xài thuốc ra bé sanh nó tạo ra 3-4 con mắt, không phải là vậy. Sau có thể em bé nó sanh ra nhỏ con hơn bình thường, sanh sớm hơn tí xíu, mấy bắp thịt có thể nó hơi yếu hơn bình thường tí xíu. Mà ngoài đó đó, phần đông là mấy cái thuốc này trong thời gian mà cái thai mà nó phát triển xong rồi, nghĩa là qua 3 tháng rồi đó, phần đông bé sanh ra cũng rất là an toàn. Khi bác sĩ nói đến cái vấn đề mà sanh sớm là sớm là bao nhiêu tuần? Cái câu hỏi đó là cũng hơi khó nói, là tại vì mình không biết cái người đó là mang thai được tới mức nào rồi. Xin phép chia ra đi nhé. Nếu mà mình nói là sanh sớm đó mà em bé giữ được hay là không á, cái đó là quan trọng hơn. Mà sanh sớm đó mà em bé đó là cũng như là sau khi này cái quality of life, nghĩa là sau khi này mà em bé này sống mà cái đời sống của người đó, cái bé đó nó đầy đủ hay là không đó, thì tùy theo cái tuổi của bé nữa. Tôi tưởng tượng nên nếu mà bé nào mà nhỏ hơn 24 tuần đi, lỡ sanh sớm quá vậy đó, thường đó nhỏ hơn 24 tuần ấy, có khi mình không có cách nào mà cứu bé được. Cái bé nó có thể nó sanh ra xong yếu quá, có thể không thở nổi thì có thể sẽ mất. Rồi nếu một người mẹ nào mà bị ung thư hơi nặng mà cho thuốc hơi nhiều mà sợ nó hư đó, mà hư trước 24 tuần đó, thì cái đó có khi không có thể nào mà giữ được. Từ 24 tuần tới 28 tuần đó thì phần đông có thể giữ được mà sau khi sanh ra xong mà nằm trong lồng kính đó, thì có thể nhiều cái bệnh, nó sẽ gây ra nhiều cái bệnh, tại vì cái não nó chưa có mạnh, mấy cái mạch máu nó chưa mạnh, cái phổi chưa thở được, dễ bị nhiễm trùng này nhiễm trùng kia. Rồi từ 24 tới 28 tuần đó, cái thời gian đó nó cũng còn hơi khó khăn. Nếu mà giữ được tới qua 28 tuần rồi đó, 28 tuần trở lên đó, thì phần đông ở bên Hoa Kỳ đó, bé nào sinh 28 tuần trở lên, phần đông đó là cái quality of life nó cũng rất là good. So nói chung lại đó là nếu mà mình bị ung thư ngực đó, không phải là bắt buộc mình phải bỏ cái thai đó, cũng tiếp tục mang thai đó, rồi mình chữa cái ung thư ngực theo thuốc, rồi mình theo dõi cái thai nó làm sao. Vâng, theo bác sĩ như vậy thì nếu trong trường hợp mà người mẹ coi như là mình cũng may mắn, mình cho em bé ra đời sinh xong rồi, thì chắc chắn là người mẹ đã không có thể nào cho con bú sữa của mình được, phải không? Tại vì những cái thuốc. Dạ, cái thuốc là một phần, rồi sau khi đó tùy theo cái cách chữa nữa, sau khi cái cách chữa mà tùy theo cái độ của ung thư nữa. Ngoài cái thuốc thì có thể chúng ta phải mổ. Nếu mà may mắn thì cái mổ nó kêu mình làm mastectomy là một phần nhỏ thôi. Nếu mà mổ nặng kêu mà mastectomy, nếu mà thì cái đó thì cho bú thì phần đông là mình không có được cái cơ hội đó. Wow, chắc chắn thì là chúng ta cũng phải sẽ được hướng dẫn cho quý vị là làm cách nào để mà có thể chẩn bệnh được ung thư ngực, và làm cách nào để mà chúng ta có thể điều trị, hoặc là nếu mà khám phá ra sớm khi vừa mới có thai thì thật là nhanh. Nếu mà như vậy thì bác sĩ nghĩ thế nào? Là kiểu như là có nghĩa là ngay vừa khi mình vừa biết mình có thai và ngay lúc đó là mình cũng biết là mình có bị ung thư ngực, thì tùy theo đó, tùy theo là cái đứa là đứa con thứ nhất của mình, thì giống cái nói đó là không bắt buộc là mình phải bỏ, mình phá cái thai đó. Mà cái người mẹ đó thì mình sẽ chữa theo cái multidisciplinary, mình dựa về bác sĩ chuyên khoa về ung thư, chuyên khoa về high risk pregnancy, mà cái pregnancy mà nó nhiều cái điểm mà nguy hiểm đó, cộng chung với nhiều người counselor, thì mình sẽ chỉ dẫn hướng dẫn cho cái người bệnh nhân này trong thời gian mang thai đó, mình cách nào làm để dáng chữa bệnh và có thể giữ được cái thai đó. Mà cái điểm quan trọng hôm nay hơn nữa đó là mình muốn nhắc với quý thính giả đó là cái cách nào để cho mình tìm hiểu thêm là mình có cái nguy cơ bị ung thư ngực hay là không, mấy cái cách chụp hình hay là siêu âm, rồi mình sẽ ráng giải thích cho hiểu thêm cái phần đó nhé. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại và sau đó thì sẽ có phần góp mặt của bác sĩ Nguyễn Hữu Vượng. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của Little Saigon TV.